Kết này chúng ta sẽ có một cái sự khác biệt, đó là chúng ta sẽ thi đấu 5 round. Còn anh em cũng như thấy thì đó là bo 5 chạm 3 là win anh em. Đó, và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi nha anh em ơi. Em đang thoát Discord lên phòng trên rồi quay lại xuống đi Khải. Ok anh này. Mày lắc, mày bị Khải bị lắc Discord rồi. Đấy anh này. Trong vòng 5 hiệp, à, bên nào win 3 hiệp thì bên đó sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Và ở trong những hiệp thi đấu thì chúng ta vẫn đánh với thể thức loại được chiến đội bên kia ra khỏi lôi đài sẽ giành chiến thắng. Nếu trong trường hợp hai chiến đội vẫn còn trong lôi đài thì sẽ tính thắng cua bằng nước nam sát thương lên người của đối phương. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi. Admin sẽ công bố dẫn dắt anh em vào bên trong phía lôi đài. Ok anh luôn. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi hai chiến đội Butter vào trong nha anh em. Ok chưa anh Phèo ơi? Vào em ơi, ok rồi. Rồi ok. Chúng ta sẽ vào bên trong. Không, bây giờ cùng soi đồ lại cho anh em xem thử soi đồ của hai lúa Bến Tre trước nào. Ok, anh soi đi, em soi luôn. Vâng, hai lúa Bến Tre thì sở hữu cho mình một cây kích. Cái bóng anh này. Ok. Em đây là con nhóc rồi. Con nhóc hả? À, nhầm người à. Đây là hai lúa Bến Tre sở hữu một cây bổng tốc 20 và sát thương bằng sắt 80 điểm, một cái kháng tất cả 10 dây chuyền, một nón choáng 30 kháng hỏa 25, một đá phục hồi 40, bao tay làm chậm 40, hai cái nhẫn thì không có gì để đáng nói, và cái ngọc bội làm chậm 30, sinh lực 125, đai lưng thổ trúng độc và đôi giày mắc tóc kháng đôi 17. Như vậy là bên này sẽ có làm chậm bao nhiêu đây? Như em nhìn sơ qua thì hai lúa này đang có cho mình khoảng 70 làm chậm thôi anh ơi. 70 làm chậm. Bây giờ chúng ta cùng soi đồ của cô nhóc. Cô nhóc Nami. Cô nhóc là cá băng rồng anh Phèo. Nhầm rồi. Cá băng rồng đấy. Cá băng rồng. Đúng rồi. Cô nhóc cái băng rồng và kiều nữ có chim là Nami. Cái băng rồng đang sở hữu như lúc nãy đã lên 120 làm chậm và cái ngọc bội 30 làm chậm nữa. Là 150 đúng không? 150 trận. Và soi đồ bên chị đại Nami của bên phía chiến đội Phật Sơn. Ok. Cái vũ khí làm chậm 30, nón làm chậm 30, bao tay phòng thủ 15, ngọc bội làm chậm 30 nữa, vậy là 90 làm chậm quay về với 80. Đúng rồi. Nếu mà 90 làm chậm này thì em thấy kèm theo những đòn thanh âm phụ trợ thì em nghĩ chắc cũng lên được hơn 100 lắm. Không biết là đã tăng bao nhiêu thanh âm. Đúng rồi. Cái đó chúng ta thấy bắt đầu. Như anh em cũng đã thấy thì hai anh cái bang solo với nhau. Bên kia thì chị Đại đang giữ chân kiều nữ Nga My, và có vẻ như kiều nữ Nga My đang hoàn toàn đam hướng về hai lúa hoàn toàn anh ơi. Và có vẻ như hai đánh một và về hướng của đam hai lúa. Không biết gì hai lúa sẽ chủ đam ra sao anh em. Vâng, bây giờ thì Nami đang đấu với Nami và rồng đang đấu với rồng. Trận đấu khá là khét. Đang khá là phải né đòn. Lúa đang đi né đòn và dồn bổng vào người của cô nhóc. Trong khi đó rồng của bên cô nhóc cũng đã đuổi rất nhiều vào người của hai lúa rồi. Trong những pha đuổi đó thì vẫn thêm những đòn cover đến từ của kiều nữ có chim. Một pha cover quá hay. Hai lúa phải đành phải kinh công vài phát. Rất đáng tiếc. Uầy, anh ta đang bị dính những đòn đam đến từ vị trí của kiều nữ quá là thấm. Vâng, rồng đuổi rất là nhiều vào người của hai lúa. Hai lúa đang phải khinh công khá là vất vả. Trong những đấu này đang khá là bất tiện dành cho cao thủ các bạn hai lúa anh ơi. Những đòn đam dính liên tục đến từ hai bên. Rất nhiều con rồng nó đang lao vào người của hai lúa. Phật rồi, pha cho rồi hai lúa đã kết liễu được Nga My kiều nữ có chim quá chất lượng. Chỉ đòn dính khoảng 2-3 bóng là đã bóc rồi. Quá hay. Bây giờ thì quá khó cho cô nhóc rồi. Rồi xong cô nhóc luôn anh ơi. Cô nhóc chỉ cô còn nhóc một vết thôi. Rồi Khải ơi. Rồng không thể phun ra. Không thể nào phun ra được luôn. Thôi xong. Một chiến thuật trong những pha đầu tiên thì hai lúa chủ đam khá tốt. Và trong khi đó thì hai người đã phối hợp với nhau đánh mạnh về hướng của Nga My. Kiều nữ có chim. Và đã làm cho kiều nữ bốc hơi. Và cuối cùng thì cô nhóc cũng đã rớt đai. Xin chúc mừng cho chiến đội của anh hai lúa. Quá hay.
Vâng, vừa rồi ở phía trước của trận đấu thì Hai Lúa đã nói nếu mà không win ở trong giải này, Hai Lúa sẽ chặt cu và nghỉ chơi võ lâm. Nhưng mà anh đang làm việc khá là tốt trong cái tuần giao đấu đầu tiên của trận chung kết. Đây là cho chiến đội Phật Sơn. Chúng ta vẫn còn trước mắt 4 hiệp thi đấu nữa. Rồi, trong đó đầu tiên thì chiến đội Phật Sơn là win 1-0 anh em. Anh em sẽ còn tiếp tục 4 trận nữa nha anh em ơi, 4 round nữa nha anh em. Sao đồ cho anh em xem rồi. Giờ thì chúng ta không bàn nhiều đến xét đồ nữa, chỉ sao đồ cho anh em xem thôi. Cái bằng rồng thì trâu hơn cái bằng bỏ. Nhưng mà vừa rồi thì chúng ta đã thấy được cái sự kết hợp rất là tốt ở bên chiến đội Phật Sơn. Đã dồn đam rất là tốt vào người của Nga Mi đối phương. Và sau đó thì còn mỗi cái băng rồng thì có châu bò cỡ nào thì cũng phải đi ra khỏi lôi đài thôi anh em ạ. 1-2 thì quá khó. Và bây giờ thì giờ anh em cùng xem nhẹ vào những xếp đồ của Nga Mi đi. Chúng ta nãy giờ nói đến cái băng rồng khá nhiều rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem cho anh em xem lại xếp đồ của chị Đại đi. Chúng ta không cần phải bình luận nữa anh em. Tại vì xếp đồ thì lúc nãy đã bình luận từ đầu đến cuối rồi anh, đúng không? Đó, là xếp đồ Nga Mi cho anh em cùng xem. Nga Mi thì tuy rằng đa số là Nga Mi trưởng anh em, mà hai anh cái băng đều là kỳ hợ. Nên là so với cái băng bóng thì Khải nghĩ cái băng bóng vẫn đang thua thiệt hơn. Tại vì lượng máu của anh những ngạc cái băng bóng như là Hai Lúa hiện tại thì Khải nghĩ lượng máu không được cao cho lắm đâu nè. Nhưng mà anh chủ khá là ok và đã bật ngược lại, và cảm giác trong đó đầu tiên thì Hai Lúa là một trong những nam chính của team và đã rất là thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến đấu thứ hai nha mọi người. Chuẩn bị livestream chạy cô. Vâng, như vậy là thời gian của thi đấu thứ hai đã chuẩn bị sắp bắt đầu rồi anh em ạ. 6 phút trong lôi đài cho hai chiến đội. Liệu lần này Hai Lúa và Chi Đại có kết hợp nhuần nhuyễn như cái hiệp thi đấu đầu tiên hay không? Quá xuất sắc luôn ơi, vừa nói rất là nhanh luôn khi mà Nga Mi của bên kia đã không còn gì để nói. Không còn gì để nói nữa rồi. Quá nhanh. Theo đúng rồi anh ơi. Theo em thấy thì cảm giác như là hiện tại chiến đội của Hai Lúa đã bắt được cái điểm yếu của bên chiến đội cô nhóc và kiều nữ rồi anh ơi. Chúng ta cùng xem xếp đồ của Nga Mi kiều nữ một lần nữa xem. Phòng thủ 20, nón và đai lưng làm phòng thủ 10, gia truyền kháng cả 16, và tính ra lượng phòng thủ của bạn Nga Mi này cũng khá là cao đó mọi người. Nhưng mà không thể nào mà chịu nổi 2 đến 3 bóng. Quá đáng tiếc luôn. Có thể nói là cái bổng của Hai Lúa đang phát huy rất là nhiều tác dụng ở trong lôi đài ngày hôm nay. Và như vậy thì xin chúc mừng chiến đội Phật Sơn đã tiếp tục win lần thứ hai, đã có tỷ số 2-0 rồi. Nếu mà họ tiếp tục chiến thắng ở đoạn thi đấu thứ 3 này thì họ sẽ là người bước lên ngôi quán quân của giải song tuyệt sát thủ bên server Đại Phật Sơn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi hiệp thi đấu thứ 3. Quá hay. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến rồi. Có bạn bình luận là kiều nữ bán trinh mất rồi à? Đúng rồi, rồng không giờ ăn được bóng chuẩn luôn em ơi. Nếu mà đỡ solo 5 năm thì rồng cũng không khó mà ăn được bóng, tại vì bóng có lượng băng sát mà giữ chân rất là khó chịu. Nếu mà solo thì rồng khó ăn bóng, nhưng mà hello Lê Thanh Hạ, Lê Thanh Thảo nha. Châu hơn bóng. Đúng rồi anh, nó có một cái ngược lại một chút. Nhưng mà theo em thấy tỷ lệ cầm cái cây vũ khí băng thì tỷ lệ thắng nó cũng nằm trên 7-9 là hơn một tí thôi. Vâng, chỉ còn tầm 50 giây nữa thì hiệp thi đấu thứ 3 sẽ bắt đầu. Và liệu lời thề của Hai Lúa có thành hiện thực hay không? Nếu mà sơ sẩy vẫn có thể thua 3 hiệp còn lại của trận đấu này thì họ vẫn không thể được ngồi quán quân song tuyệt sát thủ được. Cùng chờ xem hiệp thi đấu thứ 3. Ok anh. Chúng ta chỉ còn hơn 30 giây nữa thôi anh em ơi. Và hai chiến đội cũng đã tập trung bên trong khu vực bên trong khá là đầy đủ, không thiếu một ai. Hiện tại cô nhóc với kiều nữ có chim. Liệu trong đấu thứ 3 này thì sẽ làm gì đây anh em ơi? Trong khi đã bị phát hiện những cái ưu điểm nhược điểm của mình rồi, thì hiện tại trong trận đấu này liệu họ sẽ làm gì đây? Trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Còn hơn 10 giây. Bây giờ thì kiều nữ có chim đang là mục tiêu của bên chiến đội Phật Sơn. Đang cố gắng tiêu diệt kiều nữ có chim trước và sau đó để lại cho cô nhóc bờ bờ.
trong trận đấu này chúng ta có thể thấy rằng đó, những đòn bóng lại hoàn toàn đánh mạnh vào hướng của anh Kiều Nữ Gá Chim. Một cái tên nghe khá là hấp dẫn. Và bây giờ thì cả Nam Huy và cả cái băng bóng đang dồn nam về Kiều Nữ Gá Chim. Vẫn là chiến thuật ở trong hai hiệp thi đấu đầu tiên. Lúa đang xoay sở bởi vì đang bị cái băng rồng bên này thổi. Và kèm theo những đòn phong sương, anh nên phải kinh công mà thôi. Đòn nhảy như chim. Vẫn đang cố gắng hướng đòn về Kiều Nữ Có Chim. Đã xoay sở được rồi. Tiếp tục hướng đòn về Kiều Nữ Có Chim. Kiều Nữ còn một tí máu mà thôi. Liệu có bóc qua hay không? Những đòn của nghe mời chị Đại khá là thốn và làm cho Kiều Nữ Có Chim sắp bóc hơi hai lần đó luôn anh em. Mía vẫn đang dồn rất là nhiều lần về phía Kiều Nữ Có Chim. Hoàn toàn những lùng đam bên hai. Lúa đang xoay sở bởi vì đang bị cái băng rồng bên này thổi. Và kèm theo những đòn băng xương anh nên phải kinh công rồi. Họ nhảy như chim. Vâng, hai lúa vẫn đang cố gắng hướng đòn về Kiều Nữ Có Chim. Đã xoay sở được rồi. Tiếp tục hướng đòn về Kiều Nữ Có Chim. Vẫn đang Kiều quá khó khăn. Tí máu rồi thôi. Liệu có bóc hay không? Những đòn của nghe mời chị Đại khá tốn và làm cho Kiều Nữ Có Chim sắp bóc hơi hai lần đâu luôn anh em. Mía vẫn đang dồn rất là nhiều lần về phía Kiều Nữ Có Chim. Không còn những lùng đam bên hai lúa cũng như chị Đại đang đánh mạnh vào hướng của nghe mời bên kia anh em ơi. Kiều Nữ Có Chim hiện tại đang là điểm yếu của chiến đội gì nhỉ? Anh quên tên rồi, chiến đội Cúi Bắp. Chiến đội cặn bã. Đúng rồi. Rất khó chịu, có vẻ như hai lúa đã hết thể lực ở nơi đây là một pha rất là khó rồi. Nếu mà hết thể lực là rất là khó rồi. Tại sao là không đánh đi lòng vòng làm gì? Không hiểu lý do. Rất khó hiểu anh em ơi. Vâng, đã xuất được dòng, xuất được bóng rồi. Không hẹo được anh em ạ, vẫn chưa hẹo được. Mía thì vẫn đang dồn vào người Kiều Nữ Có Chim mà vẫn chưa hẹo được. Anh chào anh Linh Sói nhá. Chào Văn Hùng, chào Minh Đức. Chúng ta thật thành những đòn bóng đang đánh mạnh hướng của Kiều Nữ Có Chim. Và bây giờ là chuyển sang cô nhóc. Chị Đại đang đứng giữa cái luồng nam của Kiều Nữ Có Chim và cô nhóc. Nhưng vẫn đang trụ khá tốt. Bây giờ thì cô nhóc và Kiều Nữ Có Chim đứng khá là gần nhau để cho mía xuyên qua cả hai người rồi. Hello chồng nhìn như kho, hello em nha. Vâng, trận đấu này thì Kiều Nữ Có Chim đang đánh khá là tốt hơn rồi. Trong trận đấu thứ 3 này có vẻ khá là tốt hơn luôn anh ơi. Em có để ý không Khải? Vẫn còn sống. Khải có để ý không, khi nào mà chỉ cần hai lúa xuất được chiêu thôi thì gần như là 7 trên 10 những cái chiêu thức đó đều dồn về Kiều Nữ Có Chim. Vâng, vẫn đang tiếp tục kìa. Kiều Nữ Có Chim còn tí máu thôi, rồi xong, bốc thôi. Rất đáng tiếc cho Kiều Nữ Có Chim, bây giờ là cô nhóc, rồi xong. Trận đấu chúng ta đã có kết quả chung cuộc rồi anh Phèo ơi. Và chiến đội Phật Sơn đã giành lại cho mình hạng quán quân của sân tuyển thủ cùng với chủ Đại Phật Sơn này. Và chiến đội Cành Bã thì chỉ gió cho mình hạng áo quân mà thôi anh ơi. Vâng, như vậy là ở hiệp thi đấu thứ 3 thì bên Chi Đại và Hà Lúa vẫn đang làm tốt cái chiến thuật của mình và vẫn đang dồn đam vào người của Nga Mi phía đối phương. Và chiến thuật này đã làm mang lại cho họ chiến thắng 3-0. Như vậy là chiến đội của Phật Sơn đã chính thức lên ngôi vô địch giải song tuyệt sát thủ bên server Đại Phật Sơn. Và xin chia buồn với chiến đội... Chiến đội gì anh quên tên nữa rồi. Chiến đội Cặn Bã. Họ đã giành ngôi vị á quân của giải đấu này ở bên Đại Phật Sơn. Rồi, ok, nói chung thì trận đấu chúng ta cũng đã kết thúc trận đấu mùa giải của mấy chủ sông thủy thủ của mấy chủ Đại Phật Sơn này thì không có gì hơn. Cô Phê và Dư Khải xin kính chúc anh em xem lại vui vẻ và sau trận đấu giải đấu này thì vào ngày sau thì chúng ta sẽ tiếp tục đến giải đấu của sông thủy thủ của cùng mấy chủ khác như năm. Và bây giờ thì em cũng không có gì hơn. Em xin bye bye anh em à. Em bye bye anh Phèo, em gì ở bên khu vực bên bang em đỡ hoạt động nhanh ơi. Ok, tạm biệt em. Tạm biệt anh em bên Duy Khải Gaming nhá. Và anh okay, em bên bye bên anh Phèo luôn nha. Okay. Chúc anh em một ngày tốt lành vui vẻ nha anh em. Thải gió đây. Vâng, bây giờ thì anh em